Ủa mình bán buổi chiều 1 giờ mới bán hả chị? Rất là nhiều người thích cái món này nha, món này rất là dễ ăn luôn. Ai ghé lại theo là ăn bánh bèo bì với lại là uống gì? Cái trần với lại là sữa đậu nành hả? Sữa đậu nành lấy theo. Còn muốn ăn trái cây lên kia hả không? Cái này nó lên màu vàng thấy tự nhiên là mình làm ra màu vàng đẹp vậy ta. Cái này cái khuôn cái cũng bự lắm hả chị? Nằm coi chỗ cái góc đối diện để các bạn xem chặt dịch lại nha, lâu lắm rồi. Mới lên lại không ta? Mới lên 200 mấy ta? Tính là 200 mấy? 208 rồi. Ok, xin chào mừng quý vị và các bạn nha. Thì đúng rồi, phải nói là rất là lâu luôn rồi mình không có vào ở khu vực chợ Lai Thiêu, bởi vì dịch Covid-19. Và hiện tại thì ở trong cái khu vực này thì các cái gọi là các cái hàng rào mà ngăn cách á thì bây giờ người ta đã dỡ rồi, nó cho đi lại, đi vào khu vực chợ Lai Thiêu. Thì hôm nay sẽ đi vào cái khu vực này để quay cho các bạn là cái khu vực chợ Lai Thiêu ở Thuận An Bình Dương. Có thể nói là trong thời gian vừa qua thì có thể nói là Thuận An của tỉnh Bình Dương là một trong những cái điểm dịch mà nói là rất là nặng của tỉnh Bình Dương nha các bạn. Đó. Ở thời điểm cao thì một ngày có thể là 1.000 mấy 2.000 ca. Bây giờ đời sống, cái cuộc sống của người dân đã dần quay trở lại bình thường mới rồi. Ngày hôm kia thì mình quay ra đây thì vẫn còn là bị chặn những cái chốt kiểm soát dịch ra vào, bạn vẫn còn, nhưng mà bây giờ thì người ta đã gỡ bỏ rồi. Thì hôm nay vào đây mình sẽ đi mua vịt quay Hoàng Phát. Rất là lâu rồi mình không có mua vịt quay, phải nói là đến 4 tháng đó rồi. Vịt quay Hoàng Phát là một trong những tiệm vịt quay ngon nhất ở Bình Dương, và đặc biệt là ở chợ Lai Thiêu thì rất là nổi tiếng luôn. Cái phong cách chặt vịt cũng rất là độc đáo của mấy anh chàng chặt vịt ở khu vực chợ Lai Thiêu các bạn. Đây thì chúng ta đang đi vào đây là nó cũng gần vào cái vùng binh của chợ Lai Thiêu rồi. Ở Lai Thiêu thì có rất là nhiều món để các bạn có thể trải nghiệm đặc trưng của Lai Thiêu, như bánh bèo bì, rồi là có thể là giống như là bò viên, kiểu bò viên, rồi hủ tiếu, rồi của phong cách người Hoa, bởi vì khu vực Lai Thiêu thì rất là nhiều người Hoa nha các bạn. Cho nên sẽ nhân tiện đây vào được đây thì sẽ quay cho các bạn xem trên đường mình đi làm về mọi người. Dần dần quay trở lại cuộc sống ở Lai Thiêu luôn rồi. Bởi vì nói chung ở Bình Dương cũng nói chung và Lai Thiêu nói riêng thì số lượng người tiêm ngừa thì cũng đã
phố rồi. Chợ chưa mở đâu mà. À, chợ chưa mở nha. Chợ chưa có mở. Đây các bạn. Thuộc ra thì mình cũng hay ghé đây lắm. Bây giờ sẽ ghé và mua vịt quay. Ăn vịt quay nha các bạn. Vịt quay Hoàng Phát. Chợ vẫn chưa có mở cửa. Thấy là mọi người vẫn bị rào. Chợ truyền thống thì vẫn chưa có mở. Mọi người thấy không, cái đường phố ở chợ Dĩ An này, ở chợ Lá Thiêu các bạn, chợ Lá Thiêu thì vẫn còn rất là vắng nha bạn. Hôm nay đã là ngày 16 tháng 10 năm 2021, và nói là ở khu vực chợ Lá Thiêu cũng như là Thuận An này là cái dịch vừa rồi là rất phải nói là có cái mức độ lây nhiễm khá là cao, đậm đặc luôn các bạn. Phía bên kia là chợ Lá Thiêu, người ta vẫn chưa mở cửa, người ta vẫn đóng cửa rồi. Cửa vẫn đóng nhưng mà số lượng người qua lại rất là ít. Thôi mọi người, hôm nay là cuối tuần quay trở lại đây, quay dịch quay Hoàng Phát. Dịch quay Hoàng Phát thì cũng mới mở lại các bạn, thì rất là nổi tiếng ở đây luôn. Ở đây cái dịch quay với lại là có hơi quay nữa nè, hơi quay to giòn luôn mà. Các bạn nào có nhu cầu thì cái số điện thoại à 0934 178 279 nha các bạn. Hôm nay thì nói chung luôn, cái cảnh ở Lá Thiêu thì chưa có nhộn nhịp lắm, người dân còn sợ dịch các bạn. Rồi quay buông làm 4 kg luôn. Nguyên miếng này 4 kg nè. Bữa em trai này như đi làm mới quay lại không? Đi diễn show mà ấy quá nên như vậy. Thôi, ưm. Nghỉ mấy tháng nó tưởng lục ngờ vậy. Xem chặt dịch lại nha, lâu lắm rồi. Mới lên lại không ta? Mới lên 200 mấy ta? Tính là 200 mấy? 208 rồi. Cái này anh chị quay có còn ướt á, hấp dẫn hơn, nó không quá bị khô. Hết thần thấm này. 3 cộng 1 bằng 5. Các bạn thấy không, mặc dù là giờ là hôm nay cuối tuần nhưng mà đường phố của chợ Lá Thiêu cũng khá là thưa thớt nha bạn. Không ngờ được là thấy cảnh sau dịch như thế này bạn. Quay đây cũng dùng được các bạn. Quá đều luôn.
ở đây có cái món nhậu nữa các bạn. Đó là cái giống như cái cầu cầu đó. Cái đấy nhậu nhậu ngon á. Dạ 115 á chứ. Đúng rồi, 30 giây một con, mà nửa con thì không biết chưa. Có anh miệng mấy cho mấy ổn miệng đi. Kia có cái chỗ bán bánh bèo bì nổi tiếng ở Lê Thiều bà, chút nữa ghé đó mua bánh bèo bì. Phía bên kia là có một cái tiệm, một cái xe bánh bèo bì rất là ngon nha các bạn. Bánh bèo bì là một cái sản phẩm, một cái đặc sản rất là nổi tiếng ở khu vực Lê Thiều. Có rất là nhiều người bánh cũng ít tầng nữa bạn, rất là ngon. Ở Lê Thiều này có hai chỗ, hôm trước là ở phía bên kia này các bạn. Cái nhà kia, cái chỗ cái góc đó có một cái chị để bán, và chị Tuyền Xô, mà biết là chỗ này có phải cái chị Tuyền Xô không, thì khá là đông nha các bạn. Chút nữa mình sẽ qua mua một hộp rồi về và chia sẻ quay cho các bạn cái cách chị làm bánh khá là hấp dẫn luôn. Nhúng rồi. Cái này là bánh gì đó, bánh đúc hả? Còn đây là bánh ít chằng hả? Combo hả? Cái này là cái anh kèm với rau này các bạn. Hình như bánh bèo bì là đặc sản của Lái Thiêu ta. Ủa cái màu vàng vàng kia là bánh gì vậy? À ở trên. À như nó xanh. Dạ. Một hộp vậy là 25.000 các bạn. 25.000. Đây mang về này. Đối diện với cái chỗ cái quay các bạn. Cái quay thì quay Hồng Phát. Cái này là bì, cái này là bì nè, cái này là chả bì không chị? Nhìn rất là hấp dẫn nha mọi người. Ủa mình bán buổi chiều 1 giờ mới bán hả chị? Rất là nhiều người thích cái món này nha, món này rất là dễ ăn luôn. Ai ghé lại theo là ăn bánh bèo bì với lại là uống gì? Cái trần với lại là sữa đậu nành hả? Sữa đậu nành lấy theo. Yeah. Còn muốn ăn trái cây lên kia hả không? Yeah.
cái này nó lên màu vàng, thấy nó tự nhiên là mình làm ra màu vàng đẹp chứ ta. Chỗ cái dốc đối diện, đối diện với cái phòng khách này, với phòng khách. Cái này là hình như là phong cách của miền Tây, miền Nam xuống. Cái này đang bắt. Mắm nó lạc lạc đúng không? Nó lạc lạc. Nhiều anh. Rồi, cũng chỉ 250. Được. Nhiều anh. Cái đường chua với lại cái đỏ cái trắng giấm giấm ở nhà nuôi nữa cái chua nữa nè cho nó chua lên rồi cô sư phụ xong sư phụ qua đây nè sư phụ rồi cảm ơn sư phụ nha. Ủa hồi giờ chị bán ở đâu? Em cũng thấy đảo ở đây lắm, không thấy... Bán ở đây không à? Bán ở đây không? Cái chỗ dốc này hả? Cái chỗ này nè. Bán từ nào giờ cũng bán thôi đó. Cái này chắc cũng lâu quá ha? Lâu, bán lâu chưa chị? Bán 7 năm rồi. Bữa em có lên tên cái gì bánh bèo mì gì ở trên chỗ Bình Nhâm là cái gì ta? À, Mỹ Liên mà trên đó bán mắc quá. Nhưng mà trên đó không có bánh đúc, bánh nó chằn. Chỉ có bánh bèo thôi. Dạ. Đây là nhà này, chỗ này làm hết đấy. Vô giống như vô nhà hàng cho nên khá là đắt. Mình bán trên cho mấy người ở nơi công ty đồ ăn. Rồi, sắp dịch thì chúc anh chị mua bài bán đắt nha. Cảm ơn em nha. Dạ, dạ, dạ. Em ở Sài Gòn á, em hay đi ngang qua đây lắm. Để có cái gì là em hay quay, em có kênh YouTube. Dạ dạ dạ. Chị trẻ em anh đi em bán trên khách hàng. Ok, cảm ơn anh. Ngon đắt. Bye bye nha. Bye.
rồi. Con Nguyên mà chặt nha. Rồi 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 chặt. Chị lựa con này ướt ướt nha, đừng có khô quá. Giờ đâu đi chiều tắt không? Dịch năm nay là đang lên là 208 một con nữa, chưa có gà tôi quay thì là trên tí. Tư với lại là một nửa còn bán luôn các bạn, nửa còn bán luôn. Thank you.
này hả bạn? Bây giờ buổi chiều chiều cho nên khá đông không tụ ở đây là nơi chỗ nó lò quay luôn cho nên là nó quay rất là nhanh các bạn, khá là đang quay ra luôn. Ok nha các bạn, thì hôm nay có dịp và nói là sau hơn 4 tháng đó các bạn, hôm qua khu vực của chợ Đá Thiêu này thì hôm nay quay ra đây sẵn là quay cho bạn quay cái đường phố cũng như là chia sẻ các bạn chỗ Việt Bay Hoàng Phát
ở chỗ này là 36A trên đường Cách mạng 8, thuộc địa phận của chợ Lá Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cũng như quay cảnh đường phố cho các bạn xem, thì các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, cũng như là có nhiều thông tin cho các bạn, thì các bạn cho mình một đăng ký like, share, comment để cập nhật những điều thú vị hơn, đặc biệt là ở một đường phố trong khu vực Việt Nam thì rất là phong phú và đa dạng, ở Dĩ An, Bình Dương hay là những địa phương khác ở Sài Gòn thì cũng rất là hấp dẫn. Rồi ok, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha.